Xin chào chị Hằng, xin chào chị Phương Anh và xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với cả chuỗi DG Cà Phê with Coaches số 26, cà phê số cùng với cả các coaches đến từ khắp nơi trên thế giới. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chào đón một super super coach đến từ US, Phương Anh, Brenna. Dạ, trước hết thì là cảm ơn chị Phương Anh đã dành thời gian đến với cả buổi DG Cà Phê with Coach ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với các cái phần giới thiệu để làm quen. Thì mình là Lê Anh Thơ Rosie, hiện tại thì đang sinh sống tại Hà Nội cùng với cả gia đình. Và công việc chính của mình là giảng dạy. Mình đã công tác trong lĩnh vực giáo dục được 10, đến bây giờ, tính đến bây giờ là khoảng tầm 17 năm, gần 17 năm rồi. Và co-host cùng với mình là chị Hằng Nguyễn đến từ Hà Nội. Mời chị Hằng có thể... Ok, cảm ơn coach anh Thơ Rosie và xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn đang follow page của cả ba chị em. Hôm nay là một ngày super super đặc biệt bởi vì chúng mình đã mời đây một người khách rất 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 đặc biệt và chắc chắn là khi các bạn nghe đến câu chuyện của chị các bạn sẽ phải ngỡ ngàng wow lên vào wow đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ về phía mình một chút xíu nhé, để những ai mà lần đầu tiên nhìn thấy mình ở trên page hay là trên mạng xã hội đúng không ạ? Thì mình là Hằng, mình đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình là mẹ của hai bé trai độ tuổi teen. Với công việc truyền thống thì mình vẫn đang làm quản lý ở một công ty xây dựng, còn với kinh doanh kỹ thuật số thì mình đã làm được hơn 4 năm và hiện tại thì cũng đang là coach trong cộng đồng kinh doanh lớn trên toàn cầu với trên 200.000 thành viên. Và khách mời chúng mình ngày hôm nay chính là chị Phương Anh Brennan. Chị là một cái người coach cực kỳ đặc biệt ở trong cộng đồng, một trong những huyền thoại ở trong cộng đồng với sự thành công vang dội. Và chúng mình đã mời được chị đến ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn về chủ đề thành công yêu tốc độ đoạn. Thế thì bây giờ em sẽ mời chị Phương Anh làm quen với tất cả các bạn nhé. Em cảm ơn chị ạ. Dạ, cảm ơn hai chị rất nhiều. Wow, cái phần giới thiệu quá là đặc sắc luôn. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào mọi người. Mình tên là Phương Anh, thì mình hiện tại là 45 tuổi. Mình qua Mỹ được hơn 21 năm. Và mình làm công việc của mình là làm công việc y tá. Mình chăm sóc bệnh nhân được 15 năm rồi. Và mình tham gia kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu này được 11 tháng. Dạ. Đó là chút chút sơ sơ về mình. Cảm ơn chị. Thế thì chúng ta có lẽ là sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta phải sẽ đến với cả chủ đề về liên quan đến kinh doanh số ngày hôm nay. Và cái câu hỏi đầu tiên là sẽ liên quan đến cái phần giới thiệu của chị Phương Anh vừa rồi. Chị Phương Anh có giới thiệu là chị Phương Anh làm trong ngành nghề y tá đúng không ạ? Và cũng được hơn chục năm rồi. Thế thì chị ơi, bây giờ theo như là trong cái nhận thức của đa số ấy, thì cái ngành y vốn không thiếu một cái cơ hội để phát triển nghề nghiệp cũng như là nâng cao cái thu nhập đúng không chị? Nếu mà nói đúng ra ấy, thì cái thu nhập của ngành y đối với những người mà làm rất là tốt ấy, thì thực sự là cái thu nhập không kém cạnh gì so với cả mặt bằng chung, có nghĩa thậm chí còn nhỉnh hơn rất là nhiều, đặc biệt là ở các cái quốc gia phát triển giống như là Mỹ mà chị đang sinh sống. Thế thì lý do gì mà đã khiến cho chị thúc đẩy chị là từ bỏ cái ngành y, tức là chị quit job đúng không ạ, và chị chỉ tập trung vào digital business, kinh doanh số thôi. Dạ. Dạ, câu hỏi rất là hay. Dạ đúng rồi. Thì mình làm y tá là được 15 năm. Thì công việc rất là ổn định. Và cái ngành nghề y tá ở bên Mỹ á, thì lúc nào cũng thiếu người. Đâm ra là mình làm tăng ca thêm rất là nhiều. Và không những nhiều khi mình không làm một việc y tá mà nhiều khi mình làm hai chỗ bệnh viện khác nhau luôn để mà kiếm thêm thu nhập. Tại vì mình lập gia đình rồi mình có thêm bố mẹ rồi mình còn thêm anh chị em ở Việt Nam để mình phụ giúp nữa đó. Thì thật lòng mà nói, không phải là khoe khoang, thì làm y tá thì tự nhiên 15 năm qua cộng thêm mình làm tăng thêm giờ, làm hai hai công việc y tá thì lương mình cao. Lương mình là trong vòng 5 năm vừa rồi là mỗi năm là khoảng 280 ngàn cho tới 290 ngàn. Thì tiền Việt Nam quy ra là mình không có rành lắm. Hình như là nhân cho là tính 25 đi, vậy là như À, ta. hơn 7 tỷ một năm. Dạ, thì cái đó là lương của mình. Thì nói chung là lương cao và công việc rất là tốt. Bệnh viện mình làm là công việc bệnh viện của Stanford, bệnh viện của mình rất là tốt. Nhưng mà đổi lại một cái là sao? Mình không có thời gian. Mình làm 12 tiếng nè, 16 tiếng nè. Có khi mình làm nguyên 2 tuần luôn, không có ngày nghỉ luôn. Tại vì không phải là mình làm một việc, mình làm hai công việc khác nhau. Đó, tại vì mình cần phải kiếm tiền để mà trang trải. Rồi trước đây
nói chung là lương của mình cao thì mình cũng khá, nhưng mà mình lại đầu tư, mình muốn kiếm thêm, mình đầu tư vào những cái khác thì mình lại bị mất tiền. Chính vì vậy mà mình không có tiền để dành cho ngân hàng. Và bên đây là mình có thẻ tín dụng, mình có tới 5-6 cái thẻ tín dụng luôn mà mình xài tối đa luôn. Tối đa không có tiền trả luôn. À, tại vì mình đầu tư vào những cái khác và mình bị mất tiền. Thì cái việc lý do tại sao mà mình phải tìm thêm một cái công việc kinh doanh kỹ thuật số này là tại vì sao? Tại vì mình lập gia đình đúng không, mà mình với ông xã mình dời qua bên Florida tại vì nhà nó rẻ hơn. Mình làm việc ở bên California nhưng mà nhà thì nó mắc. Đâm ra tụi mình chuyển nhà dời qua Florida, nhưng mà bên Florida trả tiền y tá lương chỉ có 1/3 thôi. Chính vì vậy mà mình phải bay mỗi tuần từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, là hai bên là nó đối diện nước Mỹ, nó xa dữ lắm luôn á, đi một ngày luôn á. Thì mình phải làm việc ở bên California đúng không? Thì năm vừa rồi mình chỉ gặp ông xã mình một tháng trong vòng một năm, coi như là 11 tháng mình phải làm việc. Còn bố mẹ của mình á, cái đó thì mình cũng ok, cũng ráng chịu đựng. Nhưng mà hồi tháng 10 năm ngoái, đó là khi mà bố mẹ của mình chích ngừa vaccine, là phải tiêm chủng ngừa. Mà bình thường á, là cảm cúm á, là bác sĩ chích một mũi thôi. Đợt này tại vì lớn tuổi, bác sĩ kêu phải chích 3 mũi. Mà cơ thể của mình mà chích một lần 3 mũi vaccine, mà đối với người già yếu, thì bắt đầu là già, bố mẹ mình bệnh luôn, hai người nằm liệt bệnh luôn. Thì mình là y tá mà mẹ mình bị bệnh tiểu đường nữa, mà ba mẹ mình ba ngày luôn, giống như không ăn không uống được, nằm mê man, thức dậy chút xíu uống vài ngụm nước lại ngủ tiếp. Thì mình rất là lo. Mình là con gái lớn trong nhà ha, mình là y tá, mình chỉ là một người làm y tá trong nhà thôi, nhưng mà mình không ở lại bên bố mẹ được, chăm sóc được. Tới ngày tới giờ mình phải đi vô bệnh viện, mình đi làm, mình chăm sóc bệnh nhân. Thì cái lúc đó là cái lúc mình cảm thấy rất là hổ thẹn. Là tại vì sao? Làm cho nhiều vô, kiếm được nhiều tiền vô, vẫn không đủ và vẫn không có thời gian cho gia đình, không có thời gian chăm sóc sức khỏe của mình. Có nhiều khi mình làm 2-3 ngày mà mình ngủ chừng 3-4 tiếng thôi. Không có thời gian cho sức khỏe, không có thời gian chăm sóc bố mẹ, không có thời gian bên ông xã của mình. Đó là cái lý do mà tại sao mình nói là it's enough. Có nghĩa là đủ rồi, không thể nào chịu nổi nữa rồi. Phải tìm một cách gì đó, phải bứt phá ra, phải tìm thêm một cách gì đó kiếm thêm được nguồn thu nhập. Thì mình tìm ra công việc kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu này. Mình làm được 11 tháng rồi. Và đã thay đổi cuộc sống mình hoàn toàn. Có muốn nói ra kết quả không? Hay là từ từ? Perplex nhẹ xíu về kinh doanh. Kết giả luôn ha. Rồi ok. Thì trong năm mới đầu khi mà làm á, thì mình thấy là trong cái cộng đồng của mình có rất nhiều anh chị em rất là thành công. Cộng đồng của mình là tới hơn 200.000 người trên toàn thế giới. Thì mấy anh chị này làm chừng 2 năm, 3 năm là đã nghỉ hưu rồi. Có người nghỉ hưu sớm nhất là 23 tuổi, 28 tuổi. Anh Phan Cô là 30 tuổi nè. Chị Lan Anh đúng không? Chị Lan Anh là nghỉ hưu ở tuổi 40 nè. Và chị đã kiếm được 1 triệu đô mỗi năm. Thì mình là mình y tá mà, mình đâu phải là buôn bán hàng gì, mình rất là sợ, mình rất là ngại. Đâm ra mình nói với ông xã ok, mình vô mình làm đi, cố gắng đi 5 năm để mà mình được nghỉ hưu giống như là mấy anh chị đúng không. Thì 5 tháng, trong vòng 5 tháng mình đã nghỉ hưu y tá ở tuổi 45. Đây là cái license của mình, cái pass để mà đi vô trong bệnh viện đó, không cần phải đi làm nữa. Thì mình tháng thứ năm là mình đã kiếm được 15.000 đô, đã coi như là cover, đã được cái phần mà lương của mình y tá rồi. Mà lúc đó là mình chỉ làm part time thôi, mình chỉ làm không có đủ thời gian, giống như là mình vẫn phải làm công việc chính là y tá đúng không. Mình chỉ chạy cái việc kinh doanh này 1-2 tiếng mỗi ngày thôi mà mình kiếm được 15.000 đô. Thì mình mới nói với ông xã mình, tại sao mình không làm full time, là làm giống như làm giờ hành chính luôn, thì nó sẽ nhiều hơn đúng không. Thì đúng như vậy. Là coi như 4 tháng vừa rồi thì mình kiếm được 116.000 trong 4 tháng vừa rồi. Và tháng 8 là mới hồi tháng vừa rồi thôi là mình kiếm được 55.000 đô. Ở nhà. Ủa, gì? Ở nhà nghỉ hưu ở tuổi 45,
dẫn gia đình đi Disney chơi 2 lần, đi biển mỗi ngày, cuộc sống tốt đẹp hơn, có thời gian chăm sóc sức khỏe, có thời gian cho gia đình. Và một tháng thôi mà kiếm được 55.000 đô, nó bằng như là cũng như là cả nửa năm mình làm y tá của những cái công việc khác rồi, đâm ra là rất là may mắn. Cái công việc kinh doanh của mình là so amazing và rất rất là tốt. Dạ. Chị thích nhất cái gì trong cái công việc kinh doanh này? Automation có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có cái hệ thống thông minh tự động, nó chạy 24/24 cho mình. Mình ngủ mình cũng kiếm ra tiền nha, ngủ dậy là thấy có khách hàng ha. Mình đi chơi Disney ha, mình đi tắm biển ha. Bất cứ mình làm công việc gì cũng vậy hết, mình có cái hệ thống thông minh tự động, nó chạy 24/24 cho mình. Hồi xưa mình làm y tá đúng không, 12 tiếng nè, 16 tiếng nè, còn lại cũng phải ngủ ngủ chút xíu chứ đúng không? Thì những cái thời gian mình ngủ đó mình không có kiếm ra tiền. Còn bây giờ đây, mình có dịch vụ, mình có sản phẩm, nhưng mình không cần phải mua bán, tại vì cái hệ thống thông minh tự động nó làm công việc đó cho mình, mà kiếm được tiền 24/24, quá đã luôn. Amazing, amazing, tuyệt vời chị Phương Anh ơi. Đúng là mọi người mà nghe được kết quả chị Phương Anh thì phải nói là ngả mũ bái phục và bảo tại sao chị lại có thể làm được như vậy, đúng không? Và đúng là trong cộng đồng kinh doanh kỹ thuật số, thì như Thơ chia sẻ gì đúng không? Em bảo là mà trong vòng có 5 tháng thôi, kết quả kinh doanh của chị. Yeah, trong vòng 5 tháng là chị Phương Anh đã có thể về hưu. Và mọi người biết là như chị Phương Anh đã chia sẻ là lương của y tá cực cao đó. Nhưng mà 5 tháng chị đã có thể quit job để có thể để chứng minh rằng là cái business này có đem lại cái nguồn thu nhập cao hơn cả lương y tá, đúng không? Và yeah, như chị nói rằng là tháng vừa rồi là chị kiếm được 55.000 đô, thì mọi người có thể tưởng tượng là cái con số nó khủng khiếp như thế nào. Hồi xưa lúc mà mình mới bước chân vào cộng đồng kinh doanh kỹ thuật số, mình nhìn các cái tấm gương các anh chị ở trong cộng đồng và trời ơi họ làm gì mà sao họ giỏi thế, làm sao họ kiếm được nhiều tiền thế, và đấy là ước mơ của mình đó. Và tụi mình cũng đang trên cái hành trình để thực hiện cái ước mơ như vậy. Thì với chị Phương Anh đã thiết lập liên tục hết kỷ lục này cán kỷ lục khác luôn, một cái mốc milestone mà chị Phương Anh đã có thể cán được trong vòng có 10 tháng như chị đã chia sẻ luôn. Mà cái mốc đó rất nhiều anh chị em trong cộng đồng phải mất 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí có những người phải 10 năm người ta mới đạt được. Nhưng với chị Phương Anh đó là tốc độ, đó là sự thần tốc trong cái business này. Vậy thì em muốn hỏi chị Phương Anh là để có thể thành công một cách vang dội như chị thì một chủ doanh nghiệp kỹ thuật số người ta sẽ cần có cái tư duy, chiến lược và hành động như thế nào để có thể đạt thành công như vậy ạ? Đúng rồi. Đây là một công việc kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, đúng không? Mà bất cứ công việc kinh doanh gì cũng vậy, nếu như mà mình chăm sóc nó, mình phải vận hành nó, yêu quý nó mỗi ngày thì nó sẽ có kết quả. Bây giờ nói đơn giản thôi, bây giờ ở bên Việt Nam cũng có cái quán Starbucks Coffee đúng không? Đó, một cái quán cà phê mình mở đi, mà mình mở ra mình là chủ doanh nghiệp, nhưng mà mình không điều hành, mình không mướn nhân viên, mình không có những sản phẩm mới, mình không mở cửa mỗi ngày, thì làm sao mình có kết quả được? Đối với Phương Anh, mình đã thấy được trong cộng đồng của mình, rất là nhiều người rất là thành công, đúng không? Người ta làm được, mình làm được. Đó, và cái điều quan trọng nhất á, là cái tư duy. Khi mà Phương Anh vào công việc này là Phương Anh không phải nói là ok công việc y tá của tôi là chính nha, còn công việc này là chơi chơi phụ phụ ha, khi buồn thì tôi làm, khi vui thì tôi không, thí dụ ha. Vậy là không phải. Đối với Phương Anh, khi mà Phan vào cái việc kinh doanh này, Phan thấy được cái tiềm năng của nó. Phương Anh không muốn là Phan chỉ kiếm được giống như công việc y tá là 280.000, 290.000. Phương Anh cũng muốn theo bước chân của chị Lan Anh là kiếm được 1 triệu đô mỗi năm. Chính vì vậy Phương Anh đặt vào cái công việc kinh doanh của mình, đây là cái plan A, đây là công việc chính của mình. Có nghĩa là những thời gian mà Phan có, Phan đều tập trung vô làm hết. Mở cửa cái việc kinh doanh của mình mỗi ngày, chăm sóc nó mỗi ngày, yêu thương nó mỗi ngày, thì nó sẽ cho mình kết quả. Vâng, wow, hay quá. Cái phần chia sẻ của chị Phương Anh thật là tuyệt vời. Và đấy là lý do tại sao mà chị có thể thành công vang dội như vậy, đúng không ạ? Cách chúng ta làm một việc sẽ giống như cách chúng ta làm nhiều việc. Nếu như chúng ta đặt cái tình yêu thương và công việc mình đang làm thì chắc chắn nó sẽ phát triển, đúng không ạ? Cái phần trước chị Phương Anh có chia sẻ là chị rất yêu thích cái sự automation, sự tự động ở trong cái mô hình kinh doanh này, đúng không ạ? Và với em thì em cũng rất là thích cái yếu tố tự động như vậy. Bởi vì nhờ có yếu tố tự động thì cho nên là mình mới có thể gọi là đa nhiệm vụ, làm được nhiều thứ cùng một lúc, đúng không ạ? Và kể cả mình đi ngủ hay đi chơi hay làm bất cứ việc gì thì kinh doanh vẫn cứ đem lại khách hàng và đem lại nguồn tiền thu nhập thụ động cho mình, đúng không? Em nhớ là Warren Buffett đã có nói một cái câu rằng là nếu như bạn
cái gì nhỉ, em đại khái là nếu như bạn không ứng dụng internet vào trong công việc của bạn thì bạn sẽ phải đi làm cho đến lúc bạn chết, đúng không ạ? Wow. Đúng rồi. Nên là vâng, đó là cái điều rất là tuyệt vời ở trong cái mô hình kinh doanh này. Và như chị Phương Anh chia sẻ thì chắc chắn là chúng ta làm kinh doanh muốn thành công thì không thể không yêu cái business này được. Và một khi bạn đã yêu cái business này thì bạn không bao giờ cảm giác là bạn đang phải làm nó, đúng không? Mà bạn sẽ enjoy mỗi ngày qua đi, mỗi giây phút với cả cái business này, đúng không? Em chúc mừng chị Phương Anh thành công vang dội ạ. Và khi mà em nghe chị Phương Anh nói á, chúng ta thấy là chị Phương Anh nói là nếu như mà mình thật sự là make nó là một cái plan A, cái kế hoạch A, thì rõ ràng là cái doanh nghiệp của mình nó phải mở cửa 24/7. Và cái điều tuyệt vời mà chị Phương Anh và chị Hằng đều nhắc đến là gì ạ? Khi mà chúng ta đã thiết lập và vận hành thành công thì lúc này cái doanh nghiệp của chúng ta mở cửa 24/7 một cách tự động. Nếu như trước đây chị Phương Anh mà muốn như vậy thì đấy là một điều gần như là impossible, đúng không ạ? Đến ngủ 2 đến 5 mà cái thời gian ngủ 3 đến 5 tiếng đấy lại còn không tạo ra được thu nhập. Thì bây giờ thì cái thời gian ngủ lúc nào cũng được và lại còn vừa đi chơi, vừa đi gọi là du lịch và vừa chăm sóc được bố mẹ. Nói chung là mình làm được rất nhiều việc. Khi mà mình đã có một cái hệ thống kinh doanh, hệ thống bán hàng ở giúp cho mình một cách tự động như thế, đúng không ạ? Đúng thế thì rồi. Mình sẽ trở tiếp đến với cả cái câu hỏi tiếp theo của em, là sẽ liên quan đến bán hàng trong kinh doanh số này. Thế thì chị quan niệm như thế nào về bán hàng trong kinh doanh số ạ? Dạ. Thì thật sự mà nói luôn á, bất cứ một cái công việc kinh doanh nào cũng vậy hết. Bạn phải có dịch vụ hoặc là bạn phải có sản phẩm. Bất cứ một cái gì cũng vậy hết, phải có dịch vụ sản phẩm để bán, đúng không? Thì mình phải có mua bán mình mới kiếm được tiền. Nhưng mà với công việc kinh doanh kỹ thuật số của tụi mình là mình không cần phải bán hàng. Hồi trước đây nè, giống như là bạn của mình ở bên Việt Nam á, cũng có làm Herbalife nè, là cũng mua bán nè. Bên đây á, thì người ta có những cái sản phẩm khác. Bất cứ một việc kinh doanh nào cũng vậy, bạn phải bán hàng. Nhưng mà đặc biệt đối với hệ thống của mình là mình có dịch vụ, mình có sản phẩm, mình phải khai thuế 100% hợp pháp, nhưng không phải bán hàng. Không phải bán hàng, không phải mời chào mọi người. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mình có thêm một cái hệ thống, nó gọi là hệ thống marketing thông minh tự động. Nó chạy 24/24 cho mình. Và cái hệ thống này đã được sáng lập ra được 8 năm rồi. Và đã làm cho rất là nhiều người trong cộng đồng của mình được đổi đời. Rất là nhiều anh chị em trở thành millionaire owner, trở thành triệu phú. Và tại vì cái hệ thống. Chứ nếu như mà trước đây mà mấy anh chị mà kêu Phương Anh ơi, vô làm kinh doanh kỹ thuật số này đi, bán sản phẩm đi, thì Phương nói no thank you. mình biết chăm sóc bệnh nhân thôi chứ mình không biết bán hàng, hiểu không? Nhưng mà tại vì cái này là mình có cái hệ thống nó chạy 24/24, nó sẽ take care, nó sẽ chăm sóc khách hàng cho mình, nó sẽ bán hàng cho mình. Và công ty của tụi mình là công ty 50 năm trên thị trường. Hồi tháng 6 vừa rồi đó, tụi mình đi qua Nhật đó, là đi mà như là chúc mừng công ty 50 năm, kỷ niệm 50 năm trên thị trường. Thì công ty này sẽ chăm sóc về sản phẩm, sẽ chăm sóc về khách hàng. Bên đây mình có cái hệ thống thông minh tự động, lại chăm sóc hết những cái vấn đề về phễu, bán hàng cho mình. Mình đây chính giữa, mình chỉ đăng bài, mình ngồi mình đi chơi, mình ăn uống này nọ nọ kia, rồi tiền vô 24/24. We are so so blessed. Chúng ta rất là may mắn và biết được cái hệ thống này. Tại vì sao? Rất là nhiều người cực khổ ngoài kia kiếm tiền, cũng mong muốn có được một cái công việc kinh doanh giống như chị em mình, nhưng mà họ chưa bao giờ thấy được cái cơ hội này. Và ba chị em tụi mình ở đây rất rất là may mắn có được một cái hệ thống làm việc cho mình 24/24 và không cần phải bán hàng, không cần phải chào mời. Chia sẻ thì ok. Đúng. Đó ràng là cái câu trả lời của chị Phương Anh đã giúp cho những anh chị mà đó, cái nỗi sợ hãi về bán hàng cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Các chị thấy là khi mà chúng ta làm việc ấy, chúng ta thấy là rất rất nhiều người sợ bán hàng, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta sợ bán hàng, chúng ta không phải là một gọi là chiến binh bán hàng đi, thì chúng ta tại sao không đứng trên vai của người khổng lồ, đúng không ạ? Chúng ta tận dụng hệ thống tự động và để hệ thống tự động làm việc cho chúng ta. Như vậy thì cái nỗi sợ về bán hàng nó sẽ hoàn toàn biến mất. Và chúng ta được làm những thứ nó thuộc về thế mạnh của bản thân.
và chúng ta lại được học những cái gọi là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ cộng đồng nữa, thì nó sẽ bổ trợ cho cái công việc kinh doanh của chúng ta rất rất là nhiều. Và từ đó thì khi mình có cái này, nỗi sợ bán hàng nó biến mất rồi, thì cái hệ thống tự động làm việc cho mình, thì đó chính là cái lúc mà những cái thế mạnh của mình được phát huy, và nhờ đó mà cái doanh nghiệp của mình được phát triển, đúng không chị? Dạ. Yeah. Em cũng hoàn toàn đồng ý với cả chia sẻ của chị Phương Anh cũng như cả của anh Thơ Rosie. Thì với cá nhân em thì em hồi xưa đã từng tham gia một mô hình kinh doanh mà ở đó đòi hỏi mình phải đi bán hàng. Em hiểu rằng là cái việc bán hàng là cái việc mà chúng ta đang diễn ra thường xuyên hàng ngày, kể cả những người đi làm công ăn lương. Bởi vì bạn đang đi làm công ăn lương có nghĩa là bạn đang bán thời gian, bán sức khỏe, bán tâm trí, bán kiến thức của bạn cho một ông chủ nào đó để bạn nhận lại lương nữa. Nhưng mà mọi người không hiểu điều đó nữa. Mọi người cứ nghĩ là bán hàng nghĩa là bạn phải cầm một cái sản phẩm cụ thể nào đó, đi tiếp cận vào ai đó để mời chào, để thuyết phục họ mua cái sản phẩm đó nữa. Thế thì hồi xưa em đã từng tham gia một cái mô hình kinh doanh mà cũng bắt mình là phải đi demo sản phẩm, đi giới thiệu mời chào. Thì mình biết là wow, đấy là cái việc bình thường mà, bởi vì phải bán được hàng hay là sản phẩm dịch vụ nào đó mình mới có tiền, đúng không ạ? Nhưng mà cái cách làm như vậy thực sự là nó làm cho mình vô cùng mệt mỏi và mình không có thời gian, đặc biệt với những người mà như chị em mình là đã có gia đình, có bố mẹ cần chăm sóc hay là có con nhỏ nữa chẳng hạn, thì em out ra. Và đúng là khi mà đến với cái mô hình kinh doanh số này, em thấy là wow, không phải đi bán hàng, thật là tuyệt vời, sẽ không bao giờ có cảnh phải tay xách nách mang các sản phẩm đó, gõ cửa từng nhà hay là alo cho bạn bè người thân để đến demo và thuyết phục. Cho nên em thấy wow, mình hoàn toàn thích cái mô hình kinh doanh này, và đây chính là nơi để cho mình có thể phát triển được. Và cái mô hình hồi xưa là nó sẽ bắt mình phải khai thác cái đối tượng bạn bè, đúng không? Người thân xung quanh mình, nhưng khai thác rồi thì hết, lấy đâu khách hàng nữa, đúng không? Nhưng mà mô hình kinh doanh số thì chúng ta sử dụng internet và mạng xã hội, vì các bạn biết rồi, internet và mạng xã hội có nghĩa là không biên giới, không khoảng cách, chúng ta có thể vươn tới bất cứ khách hàng nào trên toàn cầu chính nhờ internet và mạng xã hội. Cho nên ai có thể biết được về thế mạnh của internet và mạng xã hội hãy tận dụng nó, đúng không ạ? Phần chia sẻ của chị Phương Anh rất là hào hứng, sôi nổi và đầy năng lượng. Và nếu ai đó có theo dõi page của chị Phương Anh sẽ thấy là một người phụ nữ cực kỳ là nhiều năng lượng ạ. Từ nụ cười của chị này, từ ánh mắt của chị này, từ cái động tác chị hooray, 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 trời ơi, thật là năng lượng ạ. Chị Phương Anh có thể chia sẻ xem là vậy thì làm thế nào để chị duy trì và phát triển được cái năng lượng đấy trong cái quá trình chị làm cái kinh doanh này không ạ? Thì mình nghĩ ra đó là biết sao, tại vì mình rất là may mắn có được một cái cơ hội, cái công việc kinh doanh này mà không những thay đổi cuộc sống của mình mà giúp đỡ được bố mẹ của mình và truyền lại được cho những thế hệ sau này. Và khi mà mình đã làm trong cái công việc kinh doanh của mình làm là huấn luyện viên rồi, mình mới thấy được là rất là nhiều người rất là khổ. Thật sự luôn, rất là nhiều người khi mà họ đến tìm tới cái công việc kinh doanh này, họ có những cái nỗi đau, có những cái sự rất là khó khăn trong cuộc sống. Thì khi mà mình biết được là đây là một cái giống như là mình nói là Chúa Trời ban cho mình cái phước lành mà mình rất là may mắn mình nhận được, thì bây giờ mình nên chia sẻ đi, mình nên trao cho đi, mình nên giúp đỡ những người khác đi, để mà họ có cái cơ hội thay đổi cuộc sống của họ luôn. Thì mình, khi mà mình lên trên mạng xã hội hoặc là khi mình nói chuyện với các bạn đây, là mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình là muốn cho bạn biết được đây là một cơ hội ngàn vàng. Đây là một cơ hội trời cho. Để mà sao? Để mà bạn có thể thay đổi được cuộc sống của mình, cải thiện được cuộc sống của mình, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đâm ra là mình rất là vui, mình rất là hạnh phúc, mình rất là biết ơn. Rất là biết ơn cái hệ thống, rất là biết ơn cái cộng đồng. Đâm ra khi mình ra đó là mình chia sẻ hết mình. Và mình chỉ muốn giúp thôi, mình chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Tại vì một năm về trước, vài năm về trước, mình đã ở những cái trạng thái giống như là rất là cực khổ, không có thời gian nghỉ ngơi, thiếu nợ thẻ tín dụng, không có thời gian cho gia đình. Mà nhờ vào cái công việc kinh doanh này đã thay đổi cuộc sống của mình hoàn toàn, rất rất là nhanh luôn. Đâm ra mình cũng muốn cho mọi người có một cái cơ hội đó để chia sẻ lại. Đâm ra khi mà mình yêu thương, mình vui, mình happy thì tự nhiên mình sẽ có năng lượng thôi. Wow, yeah. Chính xác ạ. Em rất cảm ơn sự chia sẻ chị Phương Anh. Đúng vậy, khi mà mình
yêu cái công việc mà chúng mình đang làm thì chắc chắn lúc nào mình cảm thấy hạnh phúc đó. Đặc biệt là kinh doanh kỹ thuật số tụi mình thì không chỉ giúp cho bản thân tụi mình và gia đình của tụi mình có thể thực hiện được những cái ước mơ, được gần bên nhau, được có thời gian chăm sóc nhau và có nguồn tài chính tốt để có thể thực hiện rất nhiều mơ trong cuộc sống, mà chắc chắn mô hình kinh doanh kỹ thuật số này còn giúp rất nhiều người ngoài kia cùng thành công và cùng thay đổi cuộc sống. Chính vì một cái mô hình nó rất là nhân văn và giá trị như vậy, cho nên tụi mình là những người làm kinh doanh số, tụi mình rất là hiểu và tụi mình luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc và rất mong muốn là cơ hội này được nhiều người tiếp cận và được trao đi nhiều hơn nữa nữa. Và chính cái điều đó lại giúp tụi mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn hơn nữa. Cho nên là mọi người có theo dõi bất cứ page nào của các chị em ngồi đây, các bạn sẽ luôn thấy ở đó là nụ cười, là năng lượng, là những giá trị chia đi, là những cái sẻ chia, và thực sự đấy là những cái gì bọn mình mong muốn, đúng không ạ? Cho nên tại sao mọi người sẽ thấy bọn mình lúc nào cũng hạnh phúc, đúng không? Thế còn anh Thơ thì sao em? Cái này là chắc chắn rồi. Và như mọi người biết, ở trong cộng đồng kinh doanh của mình thì cái giá trị tiên quyết ở đây là giúp nhau cùng thay đổi cuộc sống. Người ta gọi là life-changing business. Thì cái từ này nó không hề gọi là có một chút nào là phóng đại lên cả mọi người ạ. Bởi vì nó đã thực sự thay đổi cuộc sống, mà nói thật luôn là nhân chứng sống ngồi đây chính là chị Phương Anh. Đúng. Câu chuyện của chị Phương Anh thì chúng ta thấy là thực sự bây giờ cái thu nhập của chị ý nó gấp rất rất nhiều lần cái thu nhập mà từ làm y tá. Mà các bạn biết là cái ngành nghề y tá bác sĩ ở Mỹ là cái ngành nghề mà được trả lương rất là cao rồi, đúng không? Trong khi kinh doanh số này lại mang lại cái thu nhập rất 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 là tốt cho chị ý nữa. Thế thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có được một cái cơ hội kinh doanh, một cái công việc kinh doanh đúng đạo đức, đúng pháp luật, hợp pháp trên toàn cầu, mà thực sự là cái tiềm năng của nó là không thể đong đo đếm được. Đó, với mỗi một người thì nó không phải là bạn vào đây bạn phải mất đến tận 2-3 năm hay là 7 năm, 10 năm, mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì ạ? Sự cái năng lượng của bạn, phụ thuộc vào cái sự ham học hỏi và quyết tâm, quyết liệt của bạn. Giống như chị Phương Anh, chỉ 5 tháng thôi thì kết quả kinh doanh đã thật sự là bùng nổ và liên tục cán những cái mốc kinh doanh mà gây kinh ngạc cho cả cộng đồng kinh doanh số. Và thực sự là các bạn đang nghe cái buổi livestream ngày hôm nay ấy, là nghe được một super coach thực sự là tuyệt vời, thực sự là gọi là eagle, đã và đang chứng minh được cái tính hiệu quả vô cùng của cái mô hình kinh doanh này. Đương nhiên chị Phương Anh không phải là người đầu tiên chứng minh được cái tính hiệu quả này, bởi vì trước chị Phương Anh đã có hàng chục ngàn người rồi. Nhưng để các bạn thấy được rằng không phải là ngày hôm nay các bạn mới làm thì cái cơ hội nó đã vụt mất. Không, cơ hội nó không vượt mất, nó vẫn ở đấy. Nhưng cái quan trọng nhất là ở đây là gì? Chúng ta phải gì ạ? Nắm bắt lấy cơ hội và take action. Thì cái kết quả kinh doanh nó có thể đến với chúng ta rất là nhanh. Không quan trọng là các bạn làm được 2 tháng, 3 tháng, 2 năm hay là 3 năm, đúng không ạ? Đó, thì những cái gì mà chúng ta được nghe, được truyền đạt trong ngày hôm nay bởi chị Phương Anh là những cái câu chuyện, không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng đâu, mà đấy là sự thật. Với tất cả tấm lòng biết ơn cũng như là với tất cả cái năng lượng mà chúng ta cảm nhận được tỏa ra từ chị Phương Anh, thì chúng ta thấy đây là một mô hình kinh doanh chân thật, chính trực, đúng đạo đức, đúng pháp luật. Và các bạn cứ yên tâm tìm hiểu, yên tâm để mà chúng ta có thể là bắt tay vào và làm kinh doanh, giúp cho chúng ta thay đổi được chất lượng cuộc sống và thực sự make dreams come true, đúng không chị Hằng? Yay! Chính xác. Vâng, chị Phương Anh muốn chia sẻ thêm gì nữa trước khi chúng mình rời khỏi cuộc chia sẻ này không ạ? Yeah, a dream do come true. Có nghĩa là những ước mơ của các bạn sẽ trở thành hiện thực khi mà bạn làm chủ sở hữu cái công việc kinh doanh kỹ thuật số này. Trước đây mình cứ nghe nói những cái câu đó, mình thấy nó có vẻ xa vời quá đi, quá xa vời đi. Làm sao mà mình có thể nghỉ hưu được ở tuổi 45, đúng không? Vậy là 20 năm mình không phải làm việc cho một ông chủ nào đó nữa, mà 20 năm này đây mình có thể dành chọn thời gian cho gia đình và xây dựng cái ước mơ của mình, đúng không? Thì các bạn ngoài kia có những nỗi lo, những cái trăn trở thì mời các bạn liên lạc với chị Hằng Nguyễn đây và chị Lê Anh Thơ Rosy đây, để mà cho các chị sẽ gửi cho các bạn một buổi hội thảo hoàn toàn miễn phí, free information, miễn phí mà, tìm hiểu đi. Đây là một cái cơ hội mà các bạn không muốn bị mất đâu. Tại vì sao? Thời gian qua đi không bao giờ lấy lại được. And tomorrow is not promised. Mình không biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, đúng không? Đâm ra ngày hôm nay đây, khi mà các bạn nghe được buổi trò chuyện của ba chị em mình, các bạn rất là may mắn. Đâm ra take action. Yeah, liên lạc với hai chị đi để hai chị sẽ giúp đỡ các bạn ha.
Vâng, em cảm ơn chị Phương Anh rất nhiều ạ. Hãy take action nữa ạ. Ước mơ mà không có hành động thì mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi, đúng không ạ? Và như thường lệ thì quy trình 3 bước để tụi mình cùng tìm hiểu về mô hình kinh doanh kỹ thuật số đó chính là mọi người cứ thoải mái liên lạc với một trong ba chị em ngồi ở đây để nhận các cái thông tin tham khảo và được xem một cái buổi webinar miễn phí hoàn toàn giống như chị Phương Anh vừa chia sẻ đó. Và sau đó nếu như bạn sẵn sàng bước vào cộng đồng lớn thì sẽ đến cái bước đóng 149 đô, và yên tâm là phí này sẽ luôn luôn được hoàn lại trong vòng 30 ngày nếu như bạn thấy mô hình kinh doanh này không phù hợp với bạn. Bạn bước vào trong cộng đồng thì bạn sẽ được hiểu rất là chi tiết cái hệ thống này hoạt động ra sao, có những chiến lược nào, bộ công cụ là nào, làm thế nào về nguồn vốn, rồi thì hoàn vốn ra sao, rồi cấp cái business như thế nào, vân vân và vân vân. Và sau đó bước số 3, bạn sẽ là người quyết định đi tiếp cùng với chúng mình để đạt được những sự thành công như chị Phương Anh ở đây, đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể yêu cầu refund hoàn lại cái khoản 149 đô đó. Thì đấy là quy trình 3 bước rất đơn giản, đúng không ạ? Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của tụi mình là một cái điều bọn mình muốn cho mọi người thấy rằng là đây là một kinh doanh có thật. Những con người làm kinh doanh này là có thật và sự thành công là có thật. Sự chần chừ để có thể giúp cho bạn cân nhắc, suy nghĩ, xem xét một cách thấu đáo về mô hình kinh doanh rất là tốt. Nhưng đừng để cái sự chần chừ làm mất đi cơ hội của bạn. Thì điều đó thật là đáng tiếc. Và như chị Phương Anh đã chia sẻ, thời gian không bao giờ lấy lại được. Chúng ta rất cần thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho con cái, cho bố mẹ chúng ta, đúng không ạ? Ok, buổi trò chuyện của chúng mình ngày hôm nay xin được phép tạm dừng ở đây. Và một lần nữa em cảm ơn chị Phương Anh rất nhiều đã dành thời gian đến page của bọn em chia sẻ. Và câu chuyện của chị thực sự truyền cảm hứng không chỉ với bọn em mà với tất cả những ai đang là thành viên trong cộng đồng và rất nhiều bạn đang theo dõi buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã follow buổi trò chuyện và hãy giúp chúng mình chia sẻ cái video này để có nhiều bạn ngoài kia có thêm thông tin và có cơ hội được tiếp cận tới mô hình kinh doanh này. Và biết đâu đấy đây sẽ là một cơ hội mà các bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay và có thể giúp bọn mình cùng thay đổi cuộc sống. Em chào chị Phương Anh, chào Linh Thơ Rosie và tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong các buổi trò chuyện lần sau nha. Bye. Thank you. Bye bye. Wow, tuyệt quá. Không biết là coach Anh Thơ bị ao rồi mà vẫn đang like nè. Chắc là bạn đang bị có vấn đề. Yeah.